Nay mình đi kiếm mua bộ camera hành trình nha cả nhà. Mình lên tới Mỹ Tho để bắt. Đây nó tiện quá cửa hàng camera hành trình. Đây quá nhiều loại luôn. 170 ba mươi. Anh mua bát xăng đưa 100 ngàn. Anh đưa xuống được vậy, góc đầu lên ngồi xuống được vậy. Hiểu không? Bát xăng đưa mà gì đó anh mua lần luôn nghe. Xe máy hay xe hơi vậy? Là sao? Em nói chung là lần đầu tiên mà nói chung là anh đi xe máy hay đi xe ô tô á? À đi xe máy mua về làm gì thấp á? Tưởng tưởng hỏi. Có con khác gắn được cho nó luôn, nhưng mà không phải lại là đi chơi sao? Ví dụ khác gắn được thì mà tương đương vậy. Thì em để nếu anh tự gắn thì em để em. Cái này bộ là khoảng nhiêu chị? Có cái nào nó có một loại này hả? Dạ, bây giờ em còn có loại này là rẻ hết rồi. Nó không có tầm nào khoảng triệu đổ loại hả? Em có nhưng mà hết rồi, hết hàng. Hàng chấm á. Cái loại này là nó ra full HD luôn không? Đây rẻ. Cái soi cấp chấp rồi tới. Gắn này 5 năm rồi là cũng 4 triệu mấy á. Ủa đẹp đó nha. Không phải tính lại, nhu cầu mà tới nâng cấp lên. Mới nâng cấp lên 4 chấp. Dạ đúng rồi. Dạ có gì anh nghe gì gắn thử. Đẹp mà cái này là mình ngắn như nó mà hiện dạng được hơn nữa được không? Có cái túi mũ nhỏ. Cái này ví dụ em mua là bảo hành là khoảng bao lâu vậy? Có bảo hành không? Dạ có bảo hành. Ba tháng em cam có cam kia một năm cam xe hơi á. Không có cam một mũ nó mới còn. Ảnh mẫu dưới xe mình hết rồi. Nè, 99 nè. Thì xe hơi mà. Xe hơi. Ông mà xe hơi, thí dụ là mình đâu đâu nói gì được rồi hả? Không, anh chế gì được. Nhưng mà nó pin nó lâu. À. Pin nó chừng 50 phút mà. Tại vì nó xe hơi thì nó rất là gần cái năng mặt trời, rất là nóng nên là nó pin nó không cao, pin cao thì nó phụ cái cháy nổ. Nên là xe hơi thì nó mỗi cái còn này ngoài trời này chứ không nó cũng xài, chứ không nó đeo tích ngực nó vậy đó, đi bắt á. Không này tưởng con có tầm độ khoảng 1-2.3 triệu đổ lại thì nó ghi hình ảnh nó xấu hơn, lúc đó con bán có mấy trăm 500 mấy nữa nhưng mà hình ảnh nó xấu hơn, nó sẽ quắc à. Tại có một bạn em nó xài đâu cũng 700 mấy, là nói chung là cũng tại là cũng giải trí chơi chứ không phải là 700 mấy là không có remote này. Mình nói chung là 500 mấy là không có remote đó, mà hình ảnh nó xấu hơn. Mà cái này như là mua là có giấy sử dụng hướng dẫn sử dụng rồi luôn không chị? Cái này thì chú cứ làm đi là không mấy cái chỉ anh cái cách sử dụng. Có rồi. Em chưa hỏi cửa hàng á. Chú anh thì thuê với anh lận điện anh không được cái điện nhà tư vấn. Anh chế bỏ con cam vô giùm em luôn. Bây giờ chị sớm quá về nhà cũng quên. Cục đó bao nhiêu vậy? Dạ, 16. Hả? 16. Sao? Đây xài con này 5 triệu nè. Đây con này xài. Mà con này nó pin nó cũng nếu tắt màn hình em lưu luôn có 2 tiếng mấy nè. Tắt màn hình luôn nha. Mà hàng này cao cấp nha. Có 2 tiếng mấy nè. Tại vì nó không có lâu. Là tắt màn hình luôn 2 tiếng mấy, còn không tắt màn hình thì nó không ăn. Không giống nha, hôm nay xài. Ủa, hỏi gì quên nè.
cái này ví dụ là mình quay xong rồi mình xích đây nha, thằng lồng côn đây rồi hả, thằng lồng côn bên này không, tại vì em quay xong em về đưa lên máy cho em, mình đưa vô máy tính rồi bình thường chỉnh nha, chim ra, ráp vô chim ra. Thì xưa nãy thì xưa này kia được đó. Thêm chữ rồi vô được đó. Ủa nhưng mà khúc mà mình quay là cái tiếng nó có tiếng không? Có tiếng. Cái này bây giờ anh test thử cho em được không? Test okay. Thử đi. Mà cái này nó dễ sử dụng anh. Cái này nhớ mình test được chưa? Nhớ có tiếng. Không? Ủa cái này làm trước khi mình ấy phải gắn thì nhớ vô hả? Thử thì nhớ nó lưu hồi chứ. Tại vì em từ nãy giờ em nói chung ở xa lắm à. Anh mà dưới em có bán mà em ghé mấy cửa hàng kia nó vô nó không, nói chung nó có bán mà à. dạng mà nó bán kêu mà có cái hay cái mà nó, nó vô nó hỏi gì mình hỏi cái phần đó anh nó là cũng chưa xài biết, nói chung là mình bán gì mình phải là biết những cái cấu hình cái chức năng nó như thế nào mình chỉ cho ta. Nó kêu em về dọc ra là không ông dọc còn không xong hết cái gì tôi về tôi mò ra gán vô rồi anh ơi. Nhưng mà cái thằng này là anh lấy từ đó như là khách hàng là xài ok không? Chưa thấy ai phải nàng hết. Nhưng mà thầy lượng viên thì em chưa test. Tại vì nói chung là em mua về em làm bên YouTube á. Nói chung là để giải trí chơi á là nó có phù hợp không? Em thấy cũng ok lắm á. Tại vì đôi lúc mấy dân phượt á, nó cũng mua này đi phượt. Đi phượt rồi xong rồi về nó quăng lên bình thường. Ủa mà cái này nhắc tối là mình quay nó đâu có đèn led đâu hả anh? Dạ không anh, đèn xe à. Dạ, thấy bình thường như vậy đó. Motion detect có nghĩa là chuyển động của ghi hình, đánh xét cân bằng nào tự động ở nguồn ghi nguồn từ từ rồi cái lúc này biết sao là âm thanh tiếng âm thanh nè nghe tháng nên là có cái tên lắp là giờ hiện cái tên cái cam nghe nghe giờ nó hiện tới cho nghe cái này nghe tháng nhau nghe. Ok, cái này bây giờ anh cũng như anh cài đặt giùm cho em về cứ em mỗi lần em quay em bấm lên là quay rồi xong em xuất ra chứ. Dạ. Anh giờ sẵn cũng như chuẩn cho thì nói chung là em làm YouTube là anh hiểu rồi. FC Victor cũng như là màn hình tự tắt sao bấm. Rồi sao tất cả. Thì không biết hôm nay sao tất cả. Lock có lại. Có thể. Có cái nào. Điện camera. Anh em đi từ buổi sáng giờ mới được cửa hàng vừa ý nhất nha cả nhà. Lấy laptop ra. Rồi khi mà anh muốn mà mình muốn quay phim phải không thì những cái ok nè à. Ok bắt đầu mình quay nè là màu đỏ là nó quay phải không? Đúng rồi là đang quay nè, đây chết đang quay nè à.
rồi khi mà muốn dừng lại thì những này dừng, hoặc là 1 phút nó chạy xe công hai, ok đây nè, dừng hoặc là 1 phút nó chạy xe công hai, rồi rồi mình muốn, mình thí dụ như muốn vô kẻ đặt này kia đó thì mình những cái xương nó có chỗ nằm quá rồi. Cái chức năng này nó có nhiều chế độ chuyển nè, chưa em nhấn lại nha, đây là chế độ quay phim này thấy không? Dạ. Anh nhấn ngay sau lưng cái nữa để xem chế độ là chụp hình. Đây. Chế độ chụp hình á, nhấn ok cái nó chụp. Dạ. Đúng lẽ là nó quay phim nhưng mà giờ nó chụp hình. Dạ. Đúng quá, mình quay phim mình tốn nhiên liệu quá, mình không quay phim mình tốn nhiên liệu á, mình để em chụp hình, cần mình nhấn chụp cái rồi mình nhấn ngay sau lưng cái nó thì chuyển qua chế độ này. Chế độ này chế độ xem lại hình hoặc là xem lại video. Thì ở đây nó có mũi tên lên xuống nè, để mình chọn nè, đó mình chọn cái khung khác, cái hình khác, à ví dụ mình chọn này muốn phát lại nè, ok phát lại nè, đó là hồi nãy mình đã quay, cái này nó đâu có lo đâu anh nghe, mình sẽ kêu cái khác mới nghe tiếng thì chắc gần mình mới nghe hả? Dạ đúng rồi, rồi nhấn ra, rồi nhấn vô một cái nữa thì nó sẽ ra là cài đặt. Hôm nay có nhiều phần nè, thì đầu tiên là chất lượng hình ảnh nè, nhấn như đây thì mình sẽ chọn luôn nè. Anh quay 4K hay quay 1080 hay quay 720? Thôi 1080 đi. À 1080 ok. Rồi 4K đã cao nữa. Còn lốp video này á là video nó xuất ra. Thì dụ như nó quay suốt luôn thì 1 phút nó xuất ra file, 1 phút xuất ra file, xuất liên tục. Thí dụ như khi mà tại vì anh chọn nhiều quá thì có thể là ảnh hưởng tới cái quá trình là hấp pin. Hấp pin ngang thì nó sẽ không lưu vô. À. Cái này là trong 1 phút. Coi như mình đang quay 1 phút là tự động nó tắt rồi nó quay lại. Nó ngắt một pha nó ra quay tiếp. Rồi xong về coi như về mình mới lên máy tính mình mới ghép lại. Dạ đúng rồi, nó mới ghép thì ghép lại. Thì nó không mất file. Ủa vậy chứ bây giờ mình cài là mình quay trên 10 phút mà tự động tắt được không anh? Mình nhiều diễn được mình chọn vô nè. Mình chọn vô nè. 2 phút, 3 phút nè. Mà 3 phút là tối đa. À, 3 phút tối đa hàng là tắt luôn. Vậy anh chọn 3 phút đi. Ồ. Chứ mình để quay liên tục hoài là nó mau hết pin hả? Có nghĩa là như nè. Nó cái chế độ này là chế độ xuất file liên tục ra, để thí dụ như bây giờ nó xuất file liên tục ra đi, mà khi mà anh lỡ mà anh tới 10 phút đi, 9 phút mà hết pin là đâu lưu 9 phút kia mất hết luôn rồi, thì nó sẽ ngay từ phút tới phút vậy đó, nghĩa là mình sẽ gáy lại được. Rồi vậy anh cài chế độ 3 phút đi. Yeah. Rồi này là chế độ của tấm hình tối đa là 12 MB. Nè, tối đa 20 mê luôn, tối đa 20 mê nè. Là cái kích cỡ nó bự hả? Đi chơi một cái điện thoại mình đó, mình chụp tấm hình là độ đẹp của tấm hình. À nè, độ đẹp tấm ảnh đó. Ủa nhưng mà mình chọn cái chế độ mà quay video 4K tới chừng mình rider thì máy tính chắc nó hơi bị nặng, nó hơi lâu hơn phải không anh? Hiển nhiên rồi, chế độ càng cao thì hình ảnh nó càng nét thì nó càng lâu. Và nó tốn dữ liệu cứng mà nhiều, liệu thay nhớ mà nhiều. Rồi dưới đây nó làm rồi chế độ gì? Ecosystem Theo thêm là khi mà mình nhấn xong rồi là khoảng vài giây sau nó mới ghi hình. Là chế độ này nè, này là nghĩa là thí dụ anh khi nhấn đúng là nãy anh nhấn ok cái là nó ghi hình liền đúng không? Còn này đôi lúc anh để đây nhưng mà anh nhấn cái anh lại đằng kia anh đứng đi chen mà chụp hình mà mày hẹn 10 giây chụp hình vậy đó. À, chế độ là chế độ quay sau. À. Thôi chế độ đó anh, mình nói chung này thì anh chỉ mà anh. Dạ thì em chỉ hết trên cái chức năng đó. Chế độ này nè. Chế độ này sử dụng chế độ chụp ảnh là y chang như điện thoại mình một nó chụp một cái là ra bao nhiêu 3-4 tấm. À để mình nếu biết này kia là chế độ chụp nhiều tấm ảnh nè. Rồi mà hôm mấy đó. Dạ. Mấy đó em cũng không dạ, sử dụng đó. Chị nha, em chủ yếu là rồi. Chế độ này là chế độ ghi hình, tự động ghi hình nè. Rồi chế độ motion detect này nè. Là chế độ chuyển động mới ghi hình. Ví dụ anh để bình thường im gọn dặn là không ghi, nhưng mà anh đi ngang có người chuyển động nó mới ghi. Motion detect là nó khi mà bật cái năng motion detect lên nó thì nó tiết kiệm được ổ cứng mình. Thí dụ như anh có ghi có nhúng kích nó mới ghi hình. Đôi lúc anh quay một cái bài anh làm gì đi thì nó yên vậy là không ghi. Rồi khi mà anh tác động như làm nó bắt đầu nó ghi. Motion detect. Quay cái này thì chức năng cân bằng sáng rồi ánh sáng mặt trời hay là thí dụ như thế nào nhiều anh nên để ô tô đi thì anh đi ngoài trời nè đi. Dạ. Tông mát tông nắng gì từ lưa hết thì nên để cho ô tô cái đó này cũng thuộc về cân bằng sáng luôn. Con này làm
chế độ này là chế độ tự tắt màn hình sau mấy giây đó, kiểu như anh chọn là sau 10 giây hay sau 30 giây bao nhiêu giây á là tự tắt màn hình. Cái này là âm thanh, mở âm thanh lên ha. Còn này là chế độ data bộ này là mình hiển ngày giờ tên cái thiết bị, hiển ngày giờ tên đoạn video á. Này on luôn rồi đó, tắt không hay là mở on? On nữa ha. Còn là data time này là ngày giờ của thiết bị. Sai rồi.